Hi, Miss xin chào các bạn. Tiếp tục với phần English words you may pronounce wrong. Những từ tiếng Anh bạn có lẽ phát âm sai. 6 từ tiếp theo các bạn nhé. Tổng thống, chủ tịch hay hiệu trưởng của mình sẽ là President. President. Rồi, chủ trì hay chủ tọa một cái chương trình hay là một cái cuộc họp nào đó. Động từ sẽ là Presided. Presided. Rồi tiếp nào. Cư trú, cư ngụ. Động từ sẽ là Resigned. Nhưng mà người cư trú hay cư dân của mình sẽ là resident. Gõ nhẹ ha, tap. Rồi băng keo của mình sẽ là tape. Lại nữa nha. Rồi chủ tịch, tổng thống sẽ là president. Chủ trì, chủ tọa một cái chương trình gì đó, Presided. Cư trú của mình sẽ là Resigned. Cư trú, người cư trú, cư dân sẽ là Resident. Gõ nhẹ, Tap. Băng keo sẽ là gì? Tape. Okay, that's our goodbye. See ya.